Anh biết nè, các Phật tử biết nè, hiện thời bây giờ đó đừng có nói gì mà ở Việt Nam, tất cả các Phật tử của ta trên thế giới bây giờ cũng đều khen tặng những cái lời pháp thoại của thầy Pháp Hòa mà. Kính thưa với anh chị Phật tử, hôm nay mình tiếp tục mình làm clip này để mình chỉ ra cái sự tào lao của thầy Thích Pháp Hòa. Nói pháp, nghe pháp, biết pháp, hiểu pháp không bằng người hành pháp. Cho nên Phật giáo cần, cho nên gọi là hành giả, tôn hành giả đó, nhớ không? Đạo Phật không cần học giả, học giả chỉ là học thức, học vị thôi, cần người ứng hành, cần người hành pháp. Thấy chưa, tôi nói với mọi người cãi ông Thích Pháp Hòa là ông giảng cái bài giảng này là tôi phản đối, cái bài giảng này là cái bài giảng tào lao. Ông nói là người biết người hiểu pháp, người hiểu pháp không bằng người hành pháp. Ông hiểu ý không? Ông còn nhấn mạnh thêm là tôn hành giả là tôn ngộ không, là tờ thi, là phải đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, kiểu như là đi từ Bắc chí Nam như ông Tuệ. Ông còn nói thêm là đạo Phật cần người hành giả giống như tôn ngộ không, chứ không có cần người học giả. Ủa không học làm sao mà hành? Thầy nói theo kịch không có vận dụng tư duy đầu óc đúng không? Con hỏi thăm học biết đâu mà hành, tự nhiên cái nhảy vô cái hành liền nè, cái nói theo kịch bản ấy, không có vận dụng tư duy. Mà cô này lại đưa ra một cái nói chay, nói chúa, nói bậy, nói bạ, không có hiểu gì về đạo Phật, không hiểu gì là pháp hành. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay anh em tụi con đến thăm hương thứ hai, thì anh em tụi con thì cũng thỉnh pháp. Hiện tại giờ thế gian pháp thì có cái em gái Lê Thị Miễn này thì cũng người Việt Nam nhưng mà đi qua lấy chồng ở Malaysia hay gì đó, thì sau khi cái trend Sư Minh Tuệ nổi lên thì cô ta cũng phỉ báng Sư Minh Tuệ rất là nhiều, mà Sư Minh Tuệ đâu có nói gì đâu, đâu biết cô ta là ai, bị gì. Sư Minh Tuệ đâu có chơi mà điện thoại đâu, đâu có xài mà điện thoại rồi lướt web đâu, ở mạng xã hội đâu. Rồi xong rồi phỉ báng thầy Sư Minh Tuệ, xong rồi quay qua là phỉ báng thầy Pháp Hòa. Thì qua đây sư cũng là một nhà sư, thì con nhờ sư nhân dịp để Du Lan thì cũng gửi đến đôi lời khuyên cái cô gái Lê Thị Miễn này nè, hãy quay đầu lại đi. A Di Đà Phật. Một Phật, cái cô bé này đó, hôm hôm trước cách đây cũng vài ba ngày vậy đó, chưa đã có một cái lời nói rồi, chứ không phải là cái mới đây, đây là lần thứ hai chưa nói tới cái cô gái này. Cô này đó hình như là tất cả các tu sĩ cổ đều chê hết á, chứ không có riêng về thầy Minh Minh Tuệ, là bằng chứng trước mắt đó là vậy. Thầy có nghe rõ ràng này, một cái clip này cổ nói, cổ bình luận về cái bài giảng của thầy Pháp Hòa đó, mà ở trong bài giảng đó đó, cái ý của thầy Pháp Hòa đó, người ta muốn nói lên là các tu sĩ và cả các Phật tử luôn đều có thể tự lựa pháp môn tu cho mình, đây chính là ngay cái chỗ đó đó. Còn nói về cái lý, cái luận đó, thì thầy Pháp Hòa người ta nói đúng pháp đúng lý, còn gì nữa. Chính bản thân sư đó nè, sư lớn tuổi hơn thầy Pháp Hòa, cái cuộc đời, cái hiểu biết, thầy lớn tuổi hơn, thầy nhìn thấy và thầy nghe thấy những cái lời giảng đó, thầy là cái người tu mà thầy còn khen nữa nè, ông nói đúng, con người ta mà ai ai cũng cũng có quyền tu hết đó, và tu chọn lựa pháp môn nào đó là tùy người ta. Và ở trong đạo Phật đó, cần cái người hành pháp hơn là cái người nói pháp luôn. Mà thầy Pháp Hòa là một cái vị thầy đang được ngưỡng mộ bởi những lời pháp
thoại của thầy. À, thấy chưa? Mà thầy còn phải công nhận rằng tu cái hạnh mà hành đó hay hơn cái hạnh mà đứng nói pháp nữa. Đó. Thì quý vị thấy là chính bản thân, chính cái lời nói của thầy Pháp Hòa còn khen tặng à, rồi làm sao mà một Phật tử non trẻ tuổi đời học được bao nhiêu mà lại phê phán một cái câu pháp rất hay của một dự vị gần như là người ta gọi là minh sư rồi à, như vậy à, quý vị nên biết là các Phật tử biết là hiện thời bây giờ đó, đừng có nói gì mà ở Việt Nam, tất cả các Phật tử của ta trên thế giới bây giờ cũng đều khen tặng những cái lời pháp thoại của thầy Pháp Hòa mà. Quá hay. Đó, nó nằm ở chỗ đó mà cô này lại đưa ra một cái nói chay, nói chúa, nói bậy, nói bạ, không có hiểu gì về đạo Phật, không hiểu gì là pháp hành. Nó nói tầm bậy là bà cũng nói gì phải có học trước rồi mới hành sao đồ này kia, nói ba lớp ba xàm, không có hiểu cái cách tu của các thầy, mà các khi mà các thầy đã dấn thân vô rồi đã bước vào cái khổ hạnh rồi thì các Phật tử cũng đừng nên phê phán nhiều, tại các Phật tử không có hiểu người ta đâu, không có hiểu nổi cái nội tâm của người ta đâu. Người ta dám bỏ hết tất cả mà người ta coi như là tứ đại giai không đó, vậy thấy đó, không nhà không cửa không chùa chiền không Phật tử không có gì chứ á, một thân trần mình trọi người ta sống này kia, có phước có duyên thì có được Phật tử cúng dường này kia, còn nếu không vẫn đói vẫn khổ vẫn bệnh vẫn hoạn như thường mà thôi. Đó, cái đó chúng ta mới nói là cái hạnh tu hay dở là chỗ đó. Một cái người tu mà ở phòng có máy lạnh hoặc là các cái tiện nghi không thiếu thứ gì, nội cái bộ salon không chúng ta dòm thấy dài 30 triệu như chơi trong khi các thầy mà người ta tu đó, tu khổ hạnh đó, có cái gì không, có gì đáng giá bao nhiêu không, hoàn toàn không có gì đó bởi vậy người ta mới nói là không. Nhà cửa không, tất cả đều không, tương lai cũng không luôn, nằm chỗ đó đó thì mới nói là cái người tu khổ hạnh chứ còn mà đâu có phải là đơn giản đâu. Mà cái lời thầy Pháp Hòa giảng để cho Phật tử ta hiểu là ở đạo Phật chúng ta có nhiều cách tu mà tùy theo cái hiểu biết của các tu sĩ chọn lựa cách tu cho mình rồi thế thôi. Trở lại cái vấn đề của cô bé này thì thực ra mà nói đó, bằng lời lẽ nào mà khiển trách đây nếu mà chúng ta khiển trách rầy rà thì chúng ta rầy rà bằng cái gì? Một đứa con nít hỗn hào thế thôi chứ còn lý luận cái gì nhiều, phải không? Bởi con bé này nó cũng không có được tỉnh táo lắm đâu, giờ mặt sáng sủa nói chuyện này kia trôi chảy thiệt, nhưng sự thực ra chắc có lẽ là trong não nó cũng không bình thường, dòm sắc diện tướng diện vậy nhưng mà trong nội tâm có những cái gì đó mà chúng ta không hiểu được nó nằm ở cái dạng nó nhiều từ dùng ở trong này lắm. Một là muốn chia rẽ thì đoàn kết của Phật giáo. Hai là nó khùng ở trong sâu kín ở trong não nó rồi. Thì cái lúc này giai đoạn này nó mới đứng lên nó nói chăng nói cụi cỡ đó. Chứ bây giờ bà con cô bác coi ở có đứa thứ hai nào không? Phải không? Thì như thế bằng cái hành động đó, bằng lời nói đó. Nếu mà nói xin lỗi rầy rà, nói sư nhắc lại là rầy rầy gì vợ đây? Nó không tăng hơn, nó là tục mà lại là một đứa con nít, một lời nói đứa con nít mà mình đem ra mình chấp hoài, mình rầy hoài rầy cái gì, phải không? Nhưng cái lời nào nói đi cũng phải nói lại, người ta thì khác, nhưng mà với một cái đứa bé theo cái kiểu này chúng ta cũng phải có 1-2 tiếng lên tiếng
đó là bà con cũng có một hai tiếng lên tiếng để mà răn đe, để mà chặn lại đi những cái lời nói nó không được tốt đẹp nữa, nó gây cái nhốn nháo lộn xộn không à. Chứ còn thực ra cái lời nói của một đứa con gái con nít như vậy cái giá trị nó cũng không bao cao. Tao nói kết lại đó, sư phụ có một cái câu kết cuối cùng là vậy. Đối với sư phụ thì cái cô bé này có thể cũng là một cái nhóm phản động chứ không phải không, khơi khơi chen vô những cái lời nói tầm ruồng, hết chê người này chửi người kia, hết làm điều này tới điều nọ, gây cái hoang mang, gây cái bức xúc ở trong lòng của Phật tử mà thôi. Thì như thế lời cuối cùng đó, sư phụ thấy là cô ngưng lại đi thôi, đừng có bước ra cộng đồng mạng ở trên cái vụ mà này nữa. Tại vì thực ra đó cái lý, cái hiểu về đạo của cô nó không có nhiều đâu, mà nói ra những cái lời phản biện tầm bậy tầm bạ không à, mà nó gần như là muốn đụng chạm tới cái giáo lý, các cái điều của bên đạo Phật rồi, nó lấn cấn hoài nó gây qua gây lại, có cái tập trung có một cái là lấy quay mấy ông thầy không ha, hết ông Minh Tuệ rồi bây giờ quay qua tới chửi nói bậy nói bạ tới ông Pháp Hòa nữa, thì như thế là bậy quá rồi. Một bà con phải tự con đấy vấn đề đó. A Di Đà Phật, con nhờ sư cho con khoảng 8-9 phút nữa thì cô gái này cũng chê sư Minh Tuệ rồi ở dơ không xúc miệng này kia đánh răng. Cô gái này là cô gái là Lê Thị Miễn này, khác cô gái mà Út Phượng hôm kia dạ cũng tấn công sư Minh Tuệ hẳn ngày gần mấy tháng trời luôn. A Di Đà Phật đây nè, cái ông tu sĩ đó ông không có đem ra răng, không có bà chạy đem theo, ổng không có lên răng theo cái kiểu người bình thường, bởi ông này ổng có cái tâm tu theo kiểu vậy. Ông nói khi mà chúng ta đánh răng á, chúng ta đánh răng như thế các cái vi khuẩn này kia ở trong miệng của chúng ta nó bị chết đi, tại vì ở trong miệng ta, trong nước miếng, trong các cái gì vậy ta, nói chung ra cơ thể chúng ta vi khuẩn rất nhiều, mà làm những cái trật ngay luôn đó là chết đi, chết cái số vi khuẩn ở trong đó là tội chết. Đó cái tâm của ông đã vậy đó, thành ra ông không có đánh răng đó. Cô muốn biết rõ cô tới thẳng ông cô hỏi chứ cô vấn đề đánh răng hay không đánh răng, rất nhiều người không đánh răng chứ không phải một mình tại mình trời, như sư thấy rõ ràng đó. Bây giờ nè, cô bước xuống ra giới bình dân thử coi, giới nghèo thử coi, 10 người được mấy người đánh răng trong giới bình dân nghèo á? Thầy Minh Tuệ ở trong cái giới bình dân nghèo mà nghèo còn hơn những người nghèo luôn. Những người nghèo kia là con gia đình vợ con có nhà cửa, thầy Minh Tuệ không có luôn phải không? Đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cô bắt bẻ hết chuyện này tới chuyện kia, chuyện đó bắt bẻ tới cái riêng tư, cái gốc khuất của người ta như thế nữa thì cái đó không có phải, mà đang cố tình kiếm chuyện, kiếm kẻ hở này, kẻ hở kia để mà tấn công nó xấu người ta mà thôi. Thì như thế đúng theo đó là cô là đang phá đạo đó chứ. Rồi mà bím nhẹ đó thì nó có những cái đoạn vô lý lắm, nó tầm bậy tầm bạ đó mà. Cô rủ cái ở trong đó cổ nói có cái thằng trời đánh không chết mà cổ nói thêm đó, nhờ cái lực ma lực quỷ gì của nó đó mà trời quánh không chết à. Cô thấy không, thôi kệ cũng được nữa, lực ma lực quỷ cũng được nữa, nhưng có cái lực đó để trời quánh không chết là ngon rồi phải không? Mà cô lại đem ra chuyện bá láp, thực ra đó là chuyện bá láp đó, cô đem ra cô nói tầm bậy tầm bạ. Phải hồi trước ông này ông làm gì mà thiệt tình là xấu xa đó, thiệt tình là không chấp nhận được đó, thì cô nói thì còn nghe được, nhưng không bao giờ ai mà nói cái dĩ vãng của thầy tu hết trơn á.
không bao giờ, các Phật tử không bao giờ mà nhắc đến cái dị giảng của thầy tu. À, tại ai ai cũng có cái gốc của người ta chứ, nhưng mà ăn thua là chỗ này, cái lúc người ta đang hành đạo mà mình gặp đó, cái lúc đó người ta chánh hay tà mà thôi. Còn cái cô này cô nói đó, con thấy đó, câu nào cũng ăn chớt ăn chéo không à, chửi người ta hết cái lời lẽ này tới lời lẽ nọ thậm tệ tới mà trời quánh không không chết, đó là phước báo mà cổ lại đem ra cổ cười, trời quánh cô một cái là ngốm à, chứ không đâu mà được nhau mà tệ đâu, đừng có ham, đừng có nói đó là cái tốt cái xấu. À, trời ơi cái mạng số lớn lắm, trời quánh mới không chết đó, còn cỡ cô mà trời mưa dám ra ngoài đường sư thua cho cái nói miệng tập bay là ba nói động tới trời đấy Phật, tối dài sáng đêm mà trời mưa có môn mà kiếm chỗ trốn mà không dám ra được, cái cô này mà ra đường là trời quánh liền. Nhắc đây ra các bà tử ra ở gần gần nhà cổ đó nói nha, cổ liếm chưa cổ không coi thèm coi đâu. Bà con coi nhắc lại lời khuyên cô coi chừng dự vừa, tháng này là tháng trời mưa, tháng trời mưa quả báo à, tháng của hồn nè, nói từ bậy bà trời quánh gì đáng chịu. Con thỉnh sư một ý này nữa. Cô ta nói cái hạnh tu sư Minh Tệ là sư Minh Tệ qua mặt thế gian, cái sư Minh Tệ không có tụi ngủ ngồi, đã nhiều anh em là những cái shop rồi TikTok đưa lên là sư Minh Tệ đã ngủ ngồi chuyện, mà cô ta nói phủ nhận là sư Minh Tệ không có ngủ ngồi đó. Đây là cái chuyện là cô ta gây một cái ác khẩu đó, sư. Thì trong Phật giáo thì cái lời mà ác khẩu thì nó sẽ gây cái nghiệp gì, con nhờ sư luận giải luôn. Mô Phật, cô này đó cô đi nói xấu. Rồi cổ tìm những cái ca hở của người ta đó, cổ ngủ ngồi không được. Dạ. Thành thử ra cô nói chắc chắn là ông thầy Minh Tệ này không ngủ ngồi nổi đâu. Cô không có nghe cái ông hộ pháp Kim Cang mà hồi cái thời kỳ đi sát thầy Minh Tệ sao? Ông nói ông sẽ thưởng cho ai đó 1 tỷ. Quá hay. Nếu thấy sư Minh Tệ ngủ nằm. Đó thì đó thôi, người ta đi xác bên đó theo cả tháng này qua tháng kia đó, mà người ta còn xác nhận vậy, mà người ta còn đưa ra cái giải thưởng rõ ràng vậy. Ai dòm thấy thầy Minh Tệ ngủ năm ổng thưởng cho 1 tỷ. Thì như thế đó, cô nói cô có ở đó ban đêm với thầy Minh Tệ ngày nào không mà cô biết ổng ngủ ngồi hơn ngủ năm. Thế mà nhưng nhiều người ở khích bên ổng là những cái gì đó, những cái ông mà nhảy theo đó, ai cũng công nhận là thầy Minh Tệ ngủ ngồi không à, có mình cô đó cô không thấy mà cô nói đó thì như thế. Đấy là thêm một cái lời nói tầm bậy, thêm một cái lời nói đem đến gọi là bôi cho trắc trấu đó ở trên cái đức hạnh của người ta, đấy là một cái là không nên rồi. Cô nói bậy nói bạ, nói vô cả công năng tu tập của một thiền sư. Dạ. Thì cô phạm phải cái lỗi gọi là tội đọa rồi đó, tức là xuống địa ngục đó không. Một thầy Phật thì qua đây con cũng cảm ơn sư rất là nhiều, chúc sư sống trong an lạc vui vẻ.